Sau một đêm dài đằng đẵng thì bây giờ mấy anh em sẽ chạy đi căng cá cho bạn hàng. Khào nha, trúng nha. Đâu được nhiêu cho phe chiến tích cho tụi em xem. Rồi cho 200 lên được nè. 260.000. Cái cảm giác họ vô tư lắm, khi mà mình lên đó tụi em thấy cá mà quá ít đi. Mình lo mình cảm giác mình chắc là anh buồn á, nhưng mà nó thôi kệ nó. Có nhiêu ăn nhiêu. Có nghĩa là con cái tâm của anh rất là nhẹ nhàng. Mà bản thân mình biết là anh thiếu nợ rất là nhiều nha. Và cái thứ hai nữa cái sự phóng khoáng. Chẳng hạn như là hôm lúc sáng nay á, hai con tôm càng có thể bán được 20-30 ngàn, đủ để ăn được một bữa ăn sáng, nhưng mà lại nhường lại cho mình nè. Từ cái công việc mà bắt cá, bán cá luôn của anh luôn. Ở đó như năm hả? Chút nữa gì chạy lên Mương Kinh cho con luôn nha. Ngay chợ rồi con ra con đón. Rồi. Cái gì 5 cân cá? Dạ. Yeah. Mọi người biết không? Ở đây anh có cục sạc đây nữa nè. Còn cái này gói thuốc được Phong cho nó đỡ lạnh cái. Phong mới tặng hôm qua. Thuốc này hút ngon không anh? Thuốc này ngon. Nãy giờ thì Phong với lại anh Từ đang ở bên kia. Cái mẹ em có dính cá kết không? Không, bên đây toàn là cá rô phi với cá lóc kiến mà. Ở bên đây có cá kết đã lắm. Phong leo lên xem đi, qua đây cho thưởng thức cái món này luôn nè. Ủa này cá gì? Mai anh chờ là mấy con cá kết này về mà cho mấy em thưởng thức. Có cái chạch nè. Nhiều lắm. Nét được ít. Đây. Tép đây. Tép được nè. Con này là Trình bán được không? Con Trình bán mất tiền á, con Trình nè. Lệch chứ. Lệch bán bao nhiêu, như đây mua bao nhiêu anh? Dạ nó 70.000 ký. Anh đem 2 con tôm anh đòi nướng cho mình ăn. Đây có tôm có tép vậy trời. Bên này em toàn là tép mà, tép nhỏ mà. Rồi mấy con cá bóng. Vui không Phong? Vui mà buồn ngủ quá hả? Em không buồn ngủ mà vui mừng, còn bạn này là chắc quen rồi. Ôi cá leo kiến nhiều vậy? Ôi một xuồng cá leo kiến nè. Leo kiến bán cái 2.000 ký anh ơi. Trời ơi cá bự chứ ta. Leo kiến là bán bóng xanh. Có cô Phi. Đây có cái bóng nè, cua. Con vui không? Ở buồn ngủ hả? Khi mà anh Từ lừa ốc với lại lừa cá như thế này, vừa lạnh nè, vừa mũi nè đó, nhưng mà anh vừa phủi, một tay phủi mũi, một tay lừa ốc. Còn bây giờ gì là mình đem đi đặt rồi đó Phong. Lát nữa chơi ăn cơm gò hay là làm sáng rồi là bổ đó, bổ lại lưới lại, bổ lưới lại. Đốt mũi, đốt nhăn mũi. Để bánh không mấy không? Để gì? Mũi con. Đúng rồi. Ai chạy ta chốt. Bữa nay cắn bu con rồi. Mày đốt nó đốt lại. Để nó dưới cho khói nó bay lên. Để chỗ nào ta? Đốt lại hai cái lấu kiếm. Để gần cái bình cũng được nữa. Anh đang nướng tôm cho mình. Cho mình với bạn Phong. 2 con tôm ở dưới này. Người 2 con tôm. Kia cho đồng đấy nha, chứ qua 5 con á thì chắc chành lộn quá. hai anh em chiến nhau. Chiến. Đây là thành quả của anh Hai Hồng nè, nó tôm càng ha, tôm càng xong nướng cho tụi mình thưởng thức. Ngay trên sông hay Phong ha. Lâu nay chỉ biết mì 2 con tôm thôi, bữa nay ăn được 2 con tôm với mì nữa là ra đúng chắc luôn á. Đúng chắc. Mì mini kết á. Đúng rồi. Cả 2 con tôm á chụm đầu nhau. Mà nó tôm bằng giấy. Này tôm thật không? Ăn tôm nha Hào. Hào ăn tôm không? Cái con tôm. Con nhượng cho mấy chú ăn. Mấy chú ăn con, chơi thôi vui thôi. Anh cái con tôm này là từ chiếc ghe của anh Từ mới đưa cho tụi mình nướng ăn nè. Gọi là tôm càng xanh. Nè anh biết hả? Đó, mấy bè đây nè. Đó, tôm này nó bự nè. Nè nè anh Hùng. Còn nè. Bắt con tôm ở dưới sông mà nướng lên ở đây nghe được cái mùi thơm á, đã ghê luôn á. Cái máy nó hết pin nó cứ chập chờn mãi. Ủa nãy giờ ghim điện chưa? Dạ rồi. Được rồi con, em để đó. Con đa. Thơm quá. Cái chỗ thắp nhang này là anh cúng bà cậu hay sao anh Hồng? Cái nơi thắp nhang của mình á là mình để cúng bà cậu hay là ông bà? Ờ đúng rồi, mình cúng bà cậu khi mà mua cái cây gì đó. Sao gọi là bà cậu ta? Thì ông bà xưa người ta gọi là trong nước là ngày bà cậu đó. Nghe bà cậu. Anh không gặp mặt bà nữa. Nghe ông bà xưa kể lại vậy đó. Là người phù hộ bà tổ của nghe sông nước là bà cậu. Đúng rồi. Như là thánh nhân trong nước. Nhưng mà nướng tôm gì anh có ngại không? Ngại có nghĩa là người ta ngại nướng á. Không à? Không ảnh hưởng. Phong ăn đi. Anh đã nướng xong ba con tôm. Thôi không cần đâu anh. Muối tiêu chấm nó mới phê. Tôm nướng. Không vậy nó đâu cảm giác gì đâu. Ăn tôm này chắc. Hạt nêm là cái kia nữa. Cái này là bột ngọt. Nó đỡ cái độ mặn. Cái mình để tiêu. Có dụng cụ sẵn đầy đủ hết á. Đũa anh còn tự chuốt mà. Mình rảnh đó mình chuốt chơi gì đó rồi mình cũng sẵn là có cái ăn luôn. Cũng hai lấu rồi không Hồng? Hả? Cũng hai lấu rồi hả? Đâu có. Lúc ngày qua tôi bổ có hết đâu. Mà còn ở trên kia mà mấy cây nữa kìa, kìa hột. Dạ. Còn tuốt ở trên mà chỗ trên mui. Mương chùa. Anh cái thằng đó ngày mai em đi cố. Anh vợ mấy lưới đầu anh nói nghe thảm thê lắm. Rồi. Này đói luôn rồi. Chắc khô ăn nữa quá. Bữa nay vậy là bà độ lắm rồi đó. Mình không có cái gì đó mình đâm từ gì nữa, nó không có văng. Anh Hồ ăn trước đấy anh Hồ. Anh thử con tôm này nha. Anh trước giờ cũng thường ăn tôm nhưng mà ăn cái con tôm vào cái thời điểm quan trọng như thế này thì hiếm lắm. Tại vì 4 giờ mình lo mình ngủ không à, mình đâu có ăn được. Bây giờ anh ăn cái phần thịt trước đi. Để tôm này là tôm lột rồi. Tôm lột là sao anh? Là da của nó áp sát vào ở phong. Nó chuẩn bị nó mới vừa lột cái phần da cứng xong á. Thiệt ra em lột rồi. Vậy là mới lột cái mới. Nó khoảng vài ngày á. Anh thật ra thì mấy con tôm này á mình anh Hồng thương với anh Từ thương lắm á, chứ mấy con tôm này anh cũng ít ăn lắm, tại vì hai anh chỉ để bán thôi, mà quý lắm thì hai anh mới để khi nào mà gần về nhà thì hai anh mới để những cái con tôm này cho mấy đứa con thôi, chứ mấy người con mình ăn ít có để lại lắm, tại vì bán có giá. Anh chỉ ăn cá hủng hỉnh là nhiều, chấm một miếng ngon ghê. Thì bây giờ tới lượt mình thưởng thức con tôm này. Em ăn con nhỏ ha. Thịt nó chắc ghê ha anh. Đúng rồi. Thường em ăn tôm em rất là thích ăn vỏ, nhưng mà do này bị nướng nó có một phần cháy á. Cái này ăn cái này ngon gặt. Đúng rồi. tôm nó lột á, nên là thì nó chắc ghê á. Chúc anh Hồng may mắn có cá ngon ha. Nhưng mà được con cá gì vậy? Cá kết. Cá kết. Cá kết thì bán được 70.000 ký. 200.000 ký. 200 hả? Bán lẻ 200 cân nó trăm mấy rồi. Này mà dính 3 con cá bông lâu là ngon luôn á. Cảm nhận sao Phong? Thịt nó chắc kìa. Hôm trước là ăn tôm của anh Hiếu rồi. Bữa nay ăn tôm của anh Hồng. Anh Hồng. Con này con bự nhất là của anh Tư. Tư. Vào thời điểm này là 5:15. Mà lúc nãy thì 1 giờ hơn thì mấy anh em mình đi rồi. Mà trước đó thì khoảng 12 giờ thì anh Hồng đã chuẩn bị ở ngoài sau, lục đục ngoài sau á. Anh không dám kêu mình dậy. Công nhận là anh Hồng canh giờ hay ghê á. 5 giờ hơn thì được bằng điện bằng hàng xong thì đợi là lựa xong là vừa luôn, vừa thích đó. Ừ, là vừa luôn. Thức giấc cái còn cái nó cũng quen á. Ban ngày anh có ngủ không? Có. Ngủ giấc trưa thôi. Cá bóng trắng này nè. Giá nó 70.000. Nhưng mà có mấy con lê que gì bán sao bán? Bán trong với con Trình hồi nãy á, con Lịch hồi nãy á, nó nói với đó là chung một giá. Cái chạch này nè, cái chạch nhỏ như nè. Khi ở ngoài kia thì anh Hồng vẫn lùi cùi với lại mớ cá mình vừa kiếm được đêm hôm. Với hơn 5 giờ sáng thì ở bên đây anh Từ đang ăn với một cái bát mì nóng hổi. Đói hả anh à? Anh thường ăn vào giờ này không? Cũng ăn ấy, như không ăn cơm là thường thường giờ này về cái chiều á, nhậu bỏ cơm là ăn rồi. Dạ. Anh Hồng, bây giờ mình ước lượng thử hả? Tép mình được bao nhiêu nè? Ký là khoảng 70.000. Ký là 130. Còn cá? Cá thì được 180.000. À, mình cân thử chưa? Cho 20.000 đi thì 300g là được 60.000, coi như là được 50.000 cả kết nữa. Ký là 130 là được nãy giờ là 180 rồi. Ba 428.000 coi như là 25.000 đi. Rồi 200. 200 được. Rồi còn mình còn ăn gì? Đồ mình ăn đâu? Đồ của anh ăn á. Cá nào anh ăn? Cá này được rồi. Anh ăn cá người ta không mua. Này giá 40.000 đi. Gần ký. 800g. 800g cho 30 đi. 201. Có nhiều đó. Rồi 201. Ôi xong. Hôm nay không ăn khô quẹt nữa được rồi. Hên. 201 là vợ cho 200.000 là hôm đi về lời được 10.000. Quá may mắn. Quá may mắn. Từ cái khâu mà 1 giờ đêm thức rồi dăng bủa luôn là 2 ngày là 210.000. Trầm mình dưới sông luôn, không ăn không ngủ. Đầu tư chiếc này tới 18 triệu. Sau một đêm dài đằng đẵng thì bây giờ mấy anh em sẽ chạy đi căng cá cho bạn hàng họ bán lại. Thì cái việc mà tranh thủ thời gian như thế thì anh đang gọi cho bạn hàng này. Đây có cột hàng với bạn hàng á, coi được không anh? Thật ra thì khi mà nhìn cái cảnh sông nước á thì đẹp lắm, qua tranh ảnh thì rất là đẹp, nhưng mà một đêm bùi hồ cùng với lại Phong Bụi trải nghiệm cùng với anh Từ, anh Hồng thì mới hiểu được cái nỗi khó khăn vất vả của những cái ngư dân mà làm nghề đánh bắt cá trên sông như thế này. Không biết nói làm sao nhưng mà trong lòng cứ bồi hồi, cứ bùi ngùi vãi về những trăn trở và những cái khó khăn khi mà nửa đêm cam phải trầm mình ở dưới này. Sau khi bắt xong thì mình với Phong cùng với anh Từ và anh Hồng đi cân cá cho bạn hàng. Hôm nay thì có cá nên là nữ là anh mời mấy anh em mình đi uống cà phê, chứ hàng ngày mỗi khi á, thì anh chỉ uống nước lọc thôi. Anh nào khi mà có bà trúng mánh cá lớn, bà có mua cho con gì không Hạo? Có mua quà gì không? Con có đòi quà của ba không? Biết có tiền là thôi. Có tiền mừng không? Thật ra thì cái cảnh mà ngư dân phải đợi rất là nhiều thứ. Đợi cá vào lưới nè, đợi cá vào bẫy của mình nè, rồi đợi bạn hàng, rồi đợi nước lên. Khi mà gặp hình ảnh của anh Hồng như thế này thì mọi người thấy nông dân ở miền Tây mình vất vả ghê gớm không? Có đi theo thì cùng cảm nhận với lại anh thì mới hiểu được cái cảm giác khó khăn trên sông nước như thế này. Này cá gì cô? Này tép. Tép. Cái yếu này. Để đi. Con này là cá kết, cá bóng. Cô Hồng là cân, cô Năm là cân bán lại hả? Này ba người ra. Hai người đã hợp tác làm ăn bao nhiêu năm rồi? Mới đây à. Ít về gì cũng nói lại được cân. 350 g, 300 g đi. Cái này 130. Cái này 350 g hả? Ấy đi rồi hả tính. Ấy đi, tới rồi tới tính luôn cái một 300 g. Cái đó 300. 300 g. Giờ mà cân bọc kia coi. Không có chốt rồi. Là 160. Này đó đi. Này 900 g. Cái ký đi. Ký đi. 160 đó nữa 200. Này, cái đó nó 200. Với cái này 350 g. Chỉ nhiêu? 250 g. 350 g. 350 g. 180 kg hả? 180 đến 2 chục kg, 6 chục. 6 chục, 7 chục thì ra 7 ngàn, 63. 6 chục đây, 6 chục cái đó nữa là 260, phải không? 260 trả 300 rồi. 200 hả? 260. Điểm mày. Tính gợi hay ghê luôn á, cô đó. Tính lẹ vậy mà không bớt nữa kìa. Rồi. 260 tính chẳng 300. Cho nó nhẹ luôn. Trời, cho tặng con cá chạch nữa. Đó, cá chạch đó là để quay phim nặng gửi vừa thành phố. Thiệt mà. Thấy rõ ràng cho bộ mới được. Bỏ vô. Rồi. Rồi sập thao luôn. Ủa con của anh Từ đâu? Chưa, không có căng này. Tại chưa bó chưa lại canh bây giờ đem lên hai người. Ốc rồi kìa đem lên. Mình vô uống cà phê. Tại vì cá khác nhau nên hai mối khác nhau hả? Mối khác nhau. Mà anh khao nha, trúng nha. Đâu được nhiêu cho phe chiến tích cho tụi em xem. Cho 200 lên được nè. 260.000. Lúc nãy mình ước lượng là khoảng nhiêu ta? 201. 201 gì đó. Dư 60.000. Đãi uống trà đường. Hôm nay vui không anh? Quá vui luôn. Hôm qua thì ăn khô quẹt. Trời ơi thiệt hồi lúc 1 tới giờ mà. Dạ thiệt là cô bác anh chị thấy anh Hồng không, nông dân ngư dân chính gốc nên là nữ là chính hãng nên là nữ là vừa trúng bánh được tí xíu 260.000 cho cả đêm và ngày, hai ngày một đêm thì anh đãi mình kêu mình uống tăng lực đi. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này nha. Đây là một cái hành trình khá là thú vị khi mà Bùi Hồ cùng với Phong Bụi trải nghiệm với lại anh Từ cùng với lại anh Hồng. Có một đêm dài đăng đẳng, mũi chích đi theo mình thì không sao, nhưng mà anh thì vừa mũi chích vừa lạnh, trầm mình ở dưới nước. Rồi vừa làm người đàn ông, vừa làm người phụ nữ, vừa bắt cá mà vừa lựa cá luôn. Qua một đêm thì em cảm nhận cái nghề sông nước của người dân ở đây sao? Cái lúc mà mình mới đi á là ai cũng hào hứng đó nè, kiểu như là thích thú rồi, thấy cái cuộc sống nó, cái tâm nó an nhàn. Nhưng mà đi rồi thấy là cái tâm nó an nhàn, tại vì đồng tiền mà khi không có là cái người nó khó chịu lắm. Và ngày đầu tiên đi giờ mắt nó muốn sụp hết á. Nghe cái việc anh Từ và anh Hồng á, hai anh đi thường xuyên nhưng mà hôm nay hai cũng rất là đuối. Một anh thì được 265 ngàn, còn một anh thì được bán cái lẻ thêm mãi nữa 120 ngàn nữa là 365 ngàn đó. Anh Hồng là 265 đúng không anh? Anh Từ là 365. Đúng rồi. Nhưng mà em ấn tượng nhất là khi mà họ sống bằng cái nghề này, cái gì gây cho em đáng nhớ nhất? Không có lo. Cái cảm giác họ vô tư lắm. Khi mà lên đó tụi em thấy cá mà quá ít đi, mình lo, mình cảm giác mình chắc là anh buồn á, nhưng mà nó thôi kệ nó, có nhiêu ăn nhiêu. Có nghĩa là cái tâm của anh rất là nhẹ nhàng, mà bản thân mình biết là anh thiếu nợ rất là nhiều nha. Và cái thứ hai nữa, cái sự phóng khoáng, chẳng hạn như là lúc sáng nay á, hai con tôm càng có thể bán được 20-30 ngàn, đủ để ăn được một bữa ăn sáng, nhưng mà anh lại nhường lại cho mình nè. Rồi cá đu kiến này lựa con bự nhất để cho mình, rồi những con gì ngon đó để lại cho mình hết à. Nếu mà mình không từ chối là anh sẽ để lại hết à. Mà tụi mình muốn hôm nay bán đi để coi thử là tổng giá trị bên em được bao nhiêu. Khách người miền Tây là vậy mà. Thôi thì anh cảm ơn Phong rất là nhiều nha. Hôm nay hai anh em mình có một đêm trải nghiệm với lại hai gia đình ở trên ghe. Nói chung cuộc sống cũng vất vả, nhưng mà đi thì hứng thú. Nhưng mà hứng thú một ngày thôi, nếu như mà đi nhiều ngày thì mình không chịu nổi đâu. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với Phong Bùi cùng trải nghiệm trên sông như thế này. Chúc mọi người xem video clip vui vẻ, và hẹn có dịp thì hai anh em sẽ quay lại nha Phong nhé.